Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, sáng nay kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Nhung, Dương Quỳnh Khải điều hành kỳ họp. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua 23 báo cáo, biểu quyết thông qua 18 nghị quyết trên các lĩnh vực. Có 9 nghị quyết quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả một số văn bản pháp luật mới ban hành và những vấn đề quan trọng cấp thiết ở địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn quan trọng vào các văn bản kỳ họp, đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023 và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thành tốt chương trình kỳ họp đề ra. Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với 3 vấn đề đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc một số sở ngành về các vấn đề đã được xã hội quan tâm, bức xúc ở địa phương. Nhìn chung, các vấn đề chất vấn cơ bản đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ngành nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, làm rõ, thể hiện được trách nhiệm của mình, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Hòa do đã được Ban thường vụ tỉnh ủy điều động chuyển công tác về huyện Phú Tân. Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Thám, nguyên Phó Bí thư huyện ủy Phú Tân giữ chức Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đô do nghỉ hưu theo quy định. Bầu ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao trách nhiệm và sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp, đồng thời cũng ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ giải pháp của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu đã nêu. Các cấp các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Trong đó có các nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân. Các cấp, các ngành, với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, khẩn trương triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Các cơ quan, công an, tòa án, viện kiểm sát, cục thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới, nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là kết quả của tinh thần làm việc tập trung dân chủ, trách nhiệm, thống nhất cao của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác chuẩn bị chu đáo của Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành tỉnh.
Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều chủ trì hội nghị sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, kế hoạch số 09 của Ban Dân vận Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân vận các cấp đã đăng ký thực hiện hơn 350 mô hình dân vận khéo trên tất cả các mặt đời sống xã hội. 100% xã, phường, thị trấn tổ chức hội thi cán bộ dân vận khéo. Lĩnh vực quy chế dân chủ cơ sở được Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện chặt chẽ. Đối với việc thực hiện kế hoạch số 09 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, đến nay toàn tỉnh đã có 55 trên 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 trên 19 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ hộ nghèo 2,41%. Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều đề nghị Ban Dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy cùng cấp, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở và kế hoạch số 09 về công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững năm 2023. Thưa quý khán giả, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu trong những năm qua làm cho diện mạo nông thôn Cà Mau ngày càng xanh, sạch, đẹp. Trong quá trình xây dựng tuyến đường hoa, trồng hàng rào cây xanh, mỗi địa phương đều có cách làm sáng tạo giúp cho kiến trúc nông thôn từng vùng quê có nhiều khởi sắc. Ghi nhận tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh. Con đường về ấp 6 xã Khánh Hòa, nơi ở và làm việc của đồng chí cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trước đây có nhiều đoạn mọc đầy cỏ dại, thì hôm nay đã được thay bằng những cây hoa vàng rực rỡ, nở rộ quanh năm. Sau khi tuyến đường được khoác áo mới, các hộ dân nơi đây rất phấn khởi, tự nguyện chăm sóc, tưới cây. Hàng tuần, hàng tháng, các chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên và người dân tổ chức nhổ cỏ, tổng vệ sinh môi trường, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. Quê hương xã Khánh Hòa thì đặc biệt riêng đối với địa bàn ấp 6 thì cũng được Ủy ban tỉnh công nhận cái khu di tích nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thì trên cái tinh thần đó thì lãnh đạo huyện cũng đã quan tâm và cho xây dựng tôn tạo lại cái khu di tích này. Trên cái tinh thần đó thì Đảng ủy, Ủy ban xã đã ban hành cái kế hoạch cũng như là tuyên truyền vận động người dân trồng hoa kiểng rồi thường xuyên là chăm sóc cây kiểng hoa cảnh trên cái tuyến đường vào cái khu di tích này ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt. Cho nên thật như thế thì riêng đối với địa bàn ấp 6 thì cũng khá đông cái đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Bà con cũng rất là quan tâm và ủng hộ cái đối với cái việc tuyên truyền vận động của đảng, chính quyền địa phương. Thì trồng cây xanh này là để phát triển cho đường đi cho nó đẹp, rồi lớp nào ở huyện ủng hộ vô một mớ rồi trồng rồi còn thiếu coi như là nó cũng có chết có thưa, rồi bây giờ con tôi tổ chức làm để ương thêm để trồng thêm cho dày dặn cho đẹp thêm nữa. Bốn mùa khắp những đoạn đường trong ấp len lỏi từng đường làng ngõ xóm, mùa nào qua nấy rực rỡ khoe sắc. Trên mỗi đoạn đường rực rỡ ấy đã thấy được sự cần mẫn chăm chút của từng người dân địa phương. Với tình yêu quê hương và tinh thần trách nhiệm, bà Đoàn Thị Hồ tỉ mỉ chăm sóc hàng rào bông trang dài hơn 75 mét trước nhà mình để bốn mùa qua nở, làm đẹp ngôi nhà, đẹp luôn đường quê. Trong tiếng gào cái xanh này của chủ trương nhà nước, trồng hàng rào cây xanh cho xóm làng sạch đẹp. Trong quá trình trồng mình có vất vả dữ không cô? Cũng chăm sóc, cũng mùa hạn thì cũng tưới nước, chăm sóc cũng vất vả chút. Nhưng mà cô thích thì cô không thấy không có vất vả. Mô hình trồng hàng rào cây xanh, cây kiểng, tuyến đường hoa không đơn thuần chỉ để tạo phong trào người dân làm theo, mà mục tiêu hướng đến là nâng cao hơn ý thức của người dân, từ đó từng bước xây dựng, hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân.
cái mô hình được xây dựng và tạo cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần để xây dựng cho cái tiêu chí 17 trong công tác xây dựng nông thôn mới cũng như là nông thôn mới nâng cao trong thời gian sắp tới. Tôi thì trồng cây cảnh, trên mai thì cho nó đẹp nhà xung quanh, rồi hai nữa thì cho đường quê mình nông thôn mới nó được sang trang hơn. Trên khắp các tuyến đường nông thôn của Khánh Hòa, những con đường qua bốn mùa khoe sắc, không chỉ đánh thức sức sống mới trong mỗi đường làng ngõ xóm, mà còn đánh thức cả trách nhiệm của từng người dân trong việc tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực trồng và chăm sóc các loại cây hoa trên các tuyến đường, làm đẹp cảnh quan môi trường quê hương thêm xanh, sạch, đẹp. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ngành tôm năm 2023 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Thủy sản có trách nhiệm gọi tắt là TCRS sẽ tổ chức chuyến khảo sát tham quan thực tế tại Cà Mau. Trên cơ sở kế hoạch khảo sát của đoàn, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp ban kế hoạch đón tiếp, làm việc với các chuyên gia và nhà mua của Trung tâm TCRS tại Cà Mau. Theo đó, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, các sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương liên quan sẽ đón tiếp hướng dẫn đoàn chuyên gia và nhà mua của Trung tâm Thủy sản có trách nhiệm đi khảo sát vùng nuôi tôm sinh thái có tiêu chuẩn chất lượng tại huyện Ngọc Hiển. Đoàn sẽ đến khảo sát tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau, khu phức hợp sản xuất tôm giống công nghệ cao của Tập đoàn Thủy sản Việt Úc và một số nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố Cà Mau. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau xây dựng phim tài liệu giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh của ngành tôm Cà Mau thông qua các buổi tiệc chiêu đãi tham quan khảo sát nhằm giới thiệu đến các nhà mua, chuyên gia quốc tế các sản phẩm giá trị từ tôm, các đặc sản của Cà Mau. Cũng trong thời gian này, tỉnh Cà Mau còn tổ chức hội nghị kết nối gặp gỡ giữa các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của tỉnh với các nhà mua. Tại cuộc họp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau IBEC cũng thông tin kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước từ nay đến cuối năm 2023, sự kiện Festival về ngành tôm của tỉnh vào cuối năm. Đây là cơ hội để kết nối quảng bá ngành tôm, thu hút khách du lịch, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh, hội nghị thượng đỉnh ngành tôm năm 2023 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội để doanh nghiệp Cà Mau tiếp cận, giới thiệu, quảng bá sâu rộng các sản phẩm về tôm. Nhân chuyến khảo sát của đoàn chuyên gia và nhà mua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, doanh nghiệp và đơn vị liên quan cần thống nhất các nội dung từ việc tổ chức các sự kiện đến khâu hậu cần một cách chu đáo, bài bản. Thưa quý khán giả, mấy ngày qua, bà con ngư dân ở các xã Khánh Hải, Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời trúng đậm mùa ruốc, nhiều hộ có mức thu nhập hàng chục triệu đồng một ngày. Hàng năm, bắt đầu từ tháng 4 đến khoảng tháng 9 âm lịch, ngư dân khu vực biển Tây sẽ bước vào mùa khai thác con ruốc. Theo bà con ngư dân, so với từ đầu mùa vụ đến nay, thì con nước này, người làm nghề khai thác ruốc trúng đậm nhất. Bữa kiếm chục vài triệu được, mà trời nắng nha, trời mưa thì không có đâu. Bà con nếu trời mưa thì không có, mà trời nắng thì bà con kiếm sống được. Nước này thì nói chung là người dân này là cũng rất mừng, thì là vô được vụ là được hai ngày này là chúng cắt làm thì cũng được cỡ 7-8 triệu, chục triệu được. Đây cũng được 3 ngày, ngày cũng được người cũng 20-30 triệu. Một ngày mọi người thu hoạch. So với mấy con nước khác thì nó như thế nào? Không, đợt này chúng nhiều hơn. Hiện nay, ruốc tươi được ngư dân bán với giá từ 5.000 đến 12.000 đồng một ký, tùy kích cỡ. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết nắng tốt, nhiều người thuê nhân công phơi ruốc cho khô rồi mới bán. Ruốc khô có giá dao động từ 50.000 đến 52.000 đồng một ký. Nhờ duy trì nghề khai thác ruốc mà thời gian qua, nhiều bà con ngư dân biển Tây có thêm nguồn thu nhập ổn định, phát triển kinh tế. Gà lớn thì chúng nha, gà lớn người cũng vài ba tấn, còn nhỏ thì cũng 1-2 tấn. Nha. Là bà con ở đây nói chung là nhờ cái biển mà sống không à, cái mùa tới mùa nè.
Theo ngư dân, vài ngày tới, nếu thời tiết trên biển tiếp tục ổn định, thì việc khai thác con ruốc của bà con sẽ gặp thuận lợi. Hy vọng có thêm những chuyến biển trúng mùa, trúng giá. Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện U Minh, đến thời điểm này trên địa bàn huyện có hơn 347 hectare lúa hè thu trên một tháng tuổi bị thiệt hại. Diện tích thiệt hại tập trung ở hai xã Khánh Lâm và Khánh Hội, mức độ thiệt hại từ 30 đến 70%, có một số diện tích thiệt hại trên 90%. Theo nông dân, nguyên nhân thiệt hại là do nhiễm phèn nặng. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện U Minh chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tiến hành sổ cống đập, chủ động điều tiết nước và thực hiện các biện pháp xử lý nước nhằm giảm nhẹ thiệt hại cho nông dân. Tuy nhiên, do lượng phèn lớn, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì nguy cơ lúa bị thiệt hại nhiều hơn. Chiều qua, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, ba lực lượng công an quân sự và Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình ngư dân vi phạm các quy định trong hoạt động đánh bắt trên biển, tình trạng trộm cắp ngư lưới cụ và buôn bán gian lận thương mại và các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung diễn biến phức tạp. Nhưng lãnh đạo, chỉ huy ba lực lượng các cấp đã duy trì thường xuyên công tác giao ban, thông báo trao đổi tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ba lực lượng đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp giải quyết các vụ việc kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 6 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời duy trì quân số, tăng cường công tác huấn luyện, đảm bảo sẵn sàng cơ động, chiến đấu trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thưa quý vị, thông thường từ tháng 6 hàng năm thì dịch bệnh sốt xuất huyết lại gia tăng và bước vào những tháng cao điểm trong năm do lượng mưa ngày càng nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển mạnh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, bên cạnh sự vào cuộc của ngành chuyên môn, chính quyền địa phương thì ý thức của người dân là hết sức quan trọng. Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 270 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, số ca mắc đang gia tăng ở những tuần gần đây. Hiện nay, mầm bệnh sốt xuất huyết đã lưu hành tại tất cả các địa phương. Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay, nếu người dân không tích cực thực hiện biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi, thì nguy cơ bệnh sốt xuất huyết bùng phát là rất cao. Qua các thống kê 6 tháng đầu năm cho thấy là tỷ lệ bệnh sốt xuất huyết tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù là chưa có trường hợp tử vong, nhưng mà qua khảo sát trên địa bàn của tỉnh Cà Mau, thì các đoàn ghi nhận còn nhiều nơi người dân cũng mức độ quan tâm dọn dẹp vệ sinh môi trường thì cũng chưa có cao. Rồi tỷ lệ muỗi, chỉ số của lăng quăng ở các vật dụng xung quanh nhà còn là khá cao. Hơn nữa thì thời gian này đang vào mùa mưa, do đó nên nếu chúng ta không quyết tâm triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời thì việc mà dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra trên địa bàn là rất lớn. Kiểm tra thực tế tại một số hộ dân, khi hỏi về kiến thức phòng bệnh sốt xuất huyết thì người dân đã am hiểu. Tuy nhiên, việc thực hành các biện pháp phòng bệnh còn hạn chế. Tại một số gia đình chưa đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xung quanh nhà còn rất nhiều dụng cụ chứa nước, hầu hết đều có lăng quăng, như trong các lọ bình hoa, trong các bể nuôi cá cảnh, trên nắp của các lu khạp và thùng chứa nước trong nhà vệ sinh. Thì vào tháng cao điểm phòng chống sốt xuất huyết, thì cho trung tâm y tế cái nước cũng đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng vòng 1 hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt huyết. Thì triển khai đến tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện thì nòng cốt là chỉ đạo là lấy ban chăm sóc sức khỏe nhân dân của xã thị trấn để chỉ đạo điều hành các hoạt động phòng chống dịch sốt huyết. Thì các lực lượng sẽ được phân công cụ thể chia nhóm nhỏ đến xuống từng hộ gia đình để vận động người dân diệt muỗi, diệt lăng quăng và các biện pháp phòng chống muỗi cắn để phòng ngừa dịch bệnh sốt huyết. Triển khai diệt lăng quăng á thì nói chung thì cũng nhờ cán bộ của xã, của ấp
để hỗ trợ. Qua cái kiểm tra lân quan, nói chung thì người dân cũng có kiến thức nhiều hơn về bệnh sốt xuất huyết. Triển khai vừa kết hợp vừa tuyên truyền qua loa phan xã, tuyên truyền trực tiếp. Chẳng những vậy mà đến trạm y tế lúc khám bệnh cũng vẫn tuyên truyền khi có ca sốt của em bé hoặc người lớn. Qua hơn 3 tuần triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, diệt mũi dựa vào cộng đồng, dòng 1, cơ bản khống chế sự phát triển của mầm bệnh. Tùy vào tình hình dịch bệnh mà các huyện, thành phố sẽ tổ chức từ 2 đến 3 dòng chiến dịch diệt lăng quăng, diệt mũi dựa vào cộng đồng trong năm để tiếp tục nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân. Tại huyện Phú Tân thì sốt xuất huyết là một cái bệnh lưu hành thường xuyên và quanh năm. Tuy nhiên thì sang năm 2023 này, thì về cái bệnh sốt xuất huyết thì hiện nay cũng rất là ổn định, tức là không có tăng so với cùng kỳ. Dựa vào cái cá bảy màu để mà diệt lăng quăng thì phải nói cũng rất là hiệu quả. Mỗi ấp, mỗi khóm đều có ao nuôi cá bảy màu hoặc là các cái dụng cụ thùng mút hoặc là các cái chậu nhựa để mà nuôi cá bảy màu phòng chống sốt xuất huyết và thả vào mùa mưa sắp tới. Thì trên tinh thần đó thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch triển khai cho các địa phương để thực hiện, thì chắc cũng năm nay thì sẽ không có tăng nhiều, hy vọng là sẽ sốt huyết sẽ ổn. Để công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết mang lại hiệu quả thì ý thức của người dân là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Trong nhiều biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết thì biện pháp phòng chống dịch bệnh tại hộ gia đình được đánh giá mang lại hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.